Hay thấy được không? À, nó đang đi ra kìa. Cọp này cũng chưa bự lắm. Ốm, ha. Ốm mấy cọp này ốm. Nó hồi bên anh con nè. Con bự nè. Đó, thấy dền vàng chưa? Wow. Té vô một cái là nó xé xác mình. Nó ăn mình á, nó nhai từ mảnh xương luôn. Nó hưởng thụ quá. Nó có một cục mồi vậy. Ăn như ăn, nó ăn mình như ăn nấm dỗ vậy. Đó, vô hang rồi. Đứng nhẹm. Đây có nắng dội lên nè. Cảnh đẹp hả mày ha. Quay ngược sáng. Ngược sáng lâu lâu nó lé cánh sáng lên cái. Ô. Thấy. Cho nó ăn nè. À, xương cho nó ăn. Chắc ăn hết thịt vậy quá. Xương không à? Xương ống. Thì mình rớt vô đó mà nè, cũng còn xương vậy đó. Mình té xuống đó rồi là mình cũng còn cục xương vậy đó. Ôi, 4 con. Nhiều lắm, đẹp đẹp không ha. Ừ, con đó bự đẹp. Con đó bự nha. Ừ. Nó lên con kìa. Con đó mập á, con đó. Con đó lỡ mập lắm nhưng mà đỡ. Con này chắc giống đẻ quá cái bụng thôi rồi. Rỗng vậy. Con đó đẻ rồi đó. Chiếu đồ đỏ. Sao mình thấy cái miệng nó chín vậy nhưng mà sao nó bung ra nó cắn gì nó kìa ra kìa. Cái loài này là ở Việt Nam bây giờ là quý hiếm á. Ít có thấy nó lắm á. Con đào, tìm thấy cái con này nè, cái con trắng này nè. Ừ, thì đâu sao có ăn. Cái miệng nó khác đó. Có ai thấy cái miệng nó khác không? Mấy con này đâu có hả? Mấy này nó muốn chút, con này khác. Ăn no à tắm. Con này khác nè. À, con màu trắng nó khác à. Hai con này khác thôi. Đây nè mấy. Thấy không? Con này khác à. Còn mấy con kia là giống hệt nhau, có hai con này là khác thôi. Cái màu trắng nè, thấy không? Cái lông thôi. Thì đó, con này là cái miệng nó không có cái miệng nó như cái muỗng vậy đó. Đó, thấy không? Khác cái miệng luôn. Ừ, khác cái miệng. Đây nó có đề nè chị mấy. Nhưng nó thả nuôi chung nó vẫn thuận ha. Chắc một giống nó như gì? Không phải, khác. Khác tên này không thấy hả? Nó có loại vịt này nhưng mà cái này vịt ở Nam, vịt ở Bắc. Không phải. Hai loài nó khác nhau rồi. Nó cái mỏ nó dẹp hơi cũng như cái muỗng nha. Như cái đũa bếp ở nhà mình. Giờ này nó xuống nó tắm mà không bệnh nè. Nay nãy mình đây nè, anh chỉ nè. Nãy mình chỗ con tiger nè, chỗ nè, con cao cổ nãy nè. Rồi mình đi qua. Con này bây giờ là cái loài này là quý hiếm nha các bạn.
ở Việt Nam mình bây giờ là không có thấy luôn, không thấy luôn. Em muốn đi lại chỗ này. Chỗ nào? Vậy là gần nè. Nếu mình đang ở đây mình lại chỗ này gần. Nó đi qua đó rồi Grand Forest luôn. Đây, bây giờ mình đi. Mà nước đây hơi dơ. Nước dơ. Hello. Nó thấy mình nó lại chạy lại. Không dám rồi. Đâu rồi? Nó mất rồi, không thấy. Vô khúc trong này rồi. Tròn quá, tròn đó, thấy mình lại nó lại kiếm ăn em ơi. Vậy là em có ăn thịt chồn à, có ăn chưa, ăn hồi nào quá nó giống, nó giống như con mèo vậy. Rồi đi. Nè con tròn nè. Mặt dơ như con tròn nè. Con dượng, con dượng cho hang khỉ. Dượng ơi dượng. Mày bị lớn mà tao phải kêu mày bằng dượng. Mày đang thui mà thấy ghê mà kêu mày bằng dượng. Đang thịt lùi. Mày đang thù lùi. Không có. Hello. Không hello. Có. Anh với nó, anh với nó giống nhau. Tại vì thường thường về bên kia mấy đứa nó kêu anh là dượng không à. Là anh là giống như nó vậy đó. Cái nó dượng, nó dượng anh cũng dượng. Cái ăn ngon là đâu. Ăn cái gì không? Ăn cỏ đó. Bứt lên nó ăn vậy đó. Ngồi chơi dây á. Thì á con dượng, anh nói con dượng mà. Ơi con này con cù lằn. Dạ hả? À. Cù lằn, cù lằn chứ không phải là khỉ. Cù lằn. Nó ngồi ngoài nắng quay dòm thấy cái hình nó trắng bắt à. Chứ memory là gì nghe? Hả? Memory là gì? Nhớ. Memory of Jam. Cái người đó by his family. Trời ơi, tắm ra đó. Thì nghĩ đang sưởi á. Nó phun cái hơi ra ha. Lạnh á. Nó lạnh nó ngồi nó thúc nước. Nó ngồi thúc nước. Cái hơi nó phun kế bên. Thì đúng hơi hơi nóng, hơi sưởi. Nè đi nè anh chịu. Ừ. Này anh thứ. Con này lạnh quá đi nó ngồi vậy. Nó ngồi thấy thấy tội nghiệp á. Nó lạnh á, nó ngồi lúc là thấy tội nghiệp không. Con kia thì ngồi kìa, con kia thì ngồi ngay chỗ nóng. Thấy tội nghiệp quá lạnh. Bởi vì chú Truyền chú nói mấy cái con này bây giờ nó chung vô hang hết đâu ra ngoài thôi. Khô. À, khô rồi nè. Thiệt chứ thấy lạnh thấy tội nghiệp thiệt chứ. Nó ngồi kìa. Nó ngồi ở chỗ khà hơi nóng ra mà nó còn co cái tay vô thấy thương không. Nó sưởi ấm á. Nó phòa hơi ấm ra. Nè con này nè. Nó hai cái tay nó câu nó ấy vô nó phanh vô anh thấy tội nghiệp không. Rồi đi. Tiếp tục. Hello. Mày đừng có cù lằn quá nghe mày. Mày sao mà tao đặt mày tên cù lằn vậy? Rồi đi chỗ khác. Rồi đi. Ê, này dưỡng chứ mấy cù lằn đâu. Này cũng dưỡng, con này cũng dưỡng. Con ngồi dưới đất rồi mấy cù lằn. Cái loại khỉ này kỹ gì á. Dạng này cũng dạng quý hiếm á. Khỉ tròn, nghe nó khỉ tròn. Khỉ tròn hả? Coi cái xích đùm của nó dễ thương lắm. Nè, đằng này có nữa kìa. Đi học có coi mấy con này á là nó có 5 ngón tay rồi, 4 ngón tay rồi, cho nó đàng hoàng. Học có cái môn đó.
nhỏ xíu rồi ha. Nó bị lớn nhờ lớn hết cỡ rồi đó, chứ nó không có lớn nữa. Loại này khỉ giống như là khỉ sóc. Năm ngón giờ hay bốn nha. Khỉ sóc. Năm không? Bốn ngón đó với ngón ngoài sau nè. Có không? Có. Đó cái chân đó đó. Giờ thấy chân năm ngón ngay. Năm ngón chân. Nó là cái life, cái đời sống của nó là như cuộc đời nó có 15 năm à. Dạ hả? À. 5 năm là nó ngủm á hả? Con chó bao nhiêu năm ha? À, thường thường tuổi tùy, nhưng mà mỗi hình như là một năm của mình là 9 năm của nó phải không? Omnivore là nó ăn là ăn gì? Trái cây, lá, mấy cái hột đậu đồ này kia đó. Nhưng mà mấy con sóc này cái đuôi nó ngộ ha, lên. Cái đuôi nó đẹp thiệt chứ, ăn cái miệng nó miệng mấy cái như con chuột hả? Nếu mà ra biển không cái anh nó làm sóc ăn không nó cầm như cái miệng này, là sóc thấy thương, cái đuôi nó đuôi đẹp ghê, cong lên ha, ăn cầm nó ăn kìa, cho nó cầm nó ăn kìa cái miệng nó kìa, chia gì ngon lắm vậy. Ô két này mà đi lúc đi qua Má Lai rồi nó đẹp cực kỳ luôn nha. Nó đang biểu diễn đủ thứ con chân nha. Nó đứng ở trên đầu kìa, nó lại thấy mình nó lại kìa, dài yếm tay thè tay rồi nó ngồi kìa, nó thấy mình nó đi qua kìa. Mai thì nó đi, không đi đi, hello hello đi đã không, hello đi cũng điệu nữa kìa, hello. Trời ơi, nó bắp cái hàng rào quá, nó bắp cái hàng rào quá, nó đi thôi. Uống nước, lại uống nước, trời ơi. Hết nước rồi con ơi, hết thức ăn rồi. No more water. Cạp luôn cái đó luôn. Cạp luôn. Đói rồi. Cái này là đồ ăn của nó nè. Còn nó hết rồi, nó được, nó bỏ chứ rồi. Nó quấn kéo lên nha. Con này nó biết nói chè tiếng người nữa đó. Trời ơi, con nó ăn kìa mày. Con nó móc mấy cái thức ăn. Con kia xanh kìa anh chưa? Con kia xanh kìa đó, bên kia. Để hồi nó qua. Đó, bằng thấy cái cảnh này không? Khuôn viên này quá đẹp luôn, tuyệt vời. Rồi, đi xuống đây. Thì đó, đèn nó đang chiếu lại đó. Chiếu lại đi. Ôi, chỗ này sau đó đã chạch rồi ha. Ồ, hay ha. Mấy cái đốm đỏ này. Nó ngồi hết rồi. Thì đó, đằng kia nó chúa, nó túa lại kìa. Cái đèn nó, ngay cái bóng đèn nó. Nó tỏ lại. Này mấy cái con thiên nga nè. Till tomorrow. Okay. One more. Thank you. There's some confusion out there. When it starts? Yeah, because somebody said Monday. Monday. Ra tới ngoài rồi đi nữa không hay là về? Ai biết muốn đi thì đi. Này, thức ăn mấy con này ha. Rồi thôi, bye bye.
Bye bye, bye bye. Đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Rồi, bye bye. Rồi, video đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy video này hay, các bạn vô chia sẻ và giới thiệu cho mọi người cùng xem nhé. Đi công viên ở Mỹ là như vậy đó. Rồi nhớ đăng ký và chia sẻ, nhớ nhấn nút subscribe nha các bạn ở dưới cùng bên phải nha, tức là nút đăng ký đấy, để theo dõi những cái video mình up lên. Rồi bye bye các bạn nhé. Chị em hỏi nói ai là người đẹp nhất, ông không biết trả lời cái em đó ông, tại tôi nhìn đó ông. Rồi. Hai nghe, để lấy cái hướng, hướng nào đẹp nha. Rồi, hướng này đẹp nè. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.